Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì sáng hôm nay mình lại mới đi mua hàng về nữa nè các bạn. Mua thức ăn dự trữ cho mấy con bách nhà mình. Ở đây là mình mua một bịch dế, một bịch sâu, với lại là bên đây thức ăn. Thức ăn cho cái con gì ta? Con chích cọ nè, với lại là hạt kê cho cái con chim yến phụng. Đây là cái hũ thức ăn cho cái con chích cọ của mình nè. Hôm nay nó trống lỏng luôn rồi, không còn một hộp nữa. Hôm qua tới nay là mình cho nó ăn lúa không á, chứ có cám đâu cho ăn. Cho ăn lúa với lại sâu giới, mà sâu giới hôm nay nó cũng hết rồi, nên là mình phải đi mua thêm nè. Đây là mấy con sâu nè, cầm lên lúc nhúc, nhìn thấy ghê ha. Hồi lúc đầu mình cũng sợ, mình không dám bóc gì đâu. Nhưng mà mình nuôi con này con kia, mình cho ăn riết cái mình hết sợ luôn các bạn. Mình bóc bình thường luôn rồi. Để mình cho các bạn xem cái hũ dự trữ sâu giới của mình. Hôm nay gần như là hết trơn rồi đó. Còn được có mấy con dế là xong rồi, hết sâu luôn rồi. Hôm nay còn mấy con sâu nữa nè, có 1-2 con à, nên là mua thêm phải rồi. Bây giờ thì mình đổ mấy con này vô đây ha. Đổ vô đây miếng cám cho mấy con này nó sống dai hơn nữa nè. Mấy cái hộp cám mà hôm trước mình bỏ vô á, hôm nay nó đổi màu thành cái màu gì luôn rồi. Thôi kệ, bỏ trong đây đi. Còn nguyên một bịch này á, thì để mình đổ vô keo này. Đổ vô keo này đậy nắp lại để cho nó không có bị hư các bạn. Cứ để ngoài là nó bị hư á, nó hư nhanh lắm. Trên tay mình đây là mấy con sâu với lại dế. Bây giờ thì mình sẽ cho cái con ngăn lông này ăn cho các bạn xem nha. Mình sẽ quăng vô đây hả, cho con ngăn lông nó săn mồi. Quá ngon. Có mấy con sâu này nó hạ dưới mực nước rồi, nó nhảy dưới mực nước chứ. Cái con hồng vĩ nó cũng bắt đầu săn mồi nè các bạn. Nó cũng ăn sâu với lại dế nữa nha, nhưng mà mình thấy nó ăn ít lắm. Kìa, con cá chim nó cũng ăn nữa kìa. Rồi hết trơn con sâu luôn. Cái con hồng vĩ này nó ăn ít, tại vì sâu với lại dế thì nó nổi trên mặt nước mà. Nó nổi trên mặt nước nên là cái con ngăn lông nó ăn hết trơn rồi, đâu có đến lượt cái con hồng vĩ này nó ăn đâu. Đợi tới lúc sâu với lại dế nó chìm xuống dưới mặt nước thì cái con ngăn lông này nó ăn hết trơn rồi, nên là cái con hồng vĩ nó đâu còn cơ hội ăn đâu. Cái con hồng vĩ này nó khó ăn như vậy á, nên là mình mới bổ sung cho nó thêm một tí thức ăn này các bạn. Để mình bỏ thức ăn vô. Bỏ thức ăn vô đây, khi nào thức ăn chìm thì cái con hồng vĩ này nó ăn. Hoặc là đến tối nó đói bụng thì nó chọi cái đầu lên nó ăn thôi. Cái con ngăn lông của mình thì đôi khi nó cũng ăn thức ăn nữa các bạn. Nó đói bụng quá là nó táp thức ăn nó ăn luôn à. Với lại cái con cá chim này nè. Cái con cá chim này á, mỗi lần mình bỏ thức ăn vô mà nó đói nó làm hụp. Nhìn đã lắm kìa. Thấy nó ăn mà sợ bởi cái hậu kiến luôn á. Nó săn mồi ghê lắm. À, thì cũng có mấy bạn nói với mình là cái con cá chim này là cá săn mồi á. Nó hung dữ dữ lắm. Thả chung với cái con ngăn lông thì cái con ngăn lông nó không có sống lâu đâu. Tại nó bị con cá chim cắn á. Nhưng mà lúc gài mình bỏ con cá chim nuôi chung với con ngăn lông với con hồng vĩ này á, thì mình thấy nó khá là ok các bạn. Mấy con này nó sống cũng hòa đồng lắm. Đến khi cho ăn á, thì cho nó ăn à, chứ nó không có cắn nhau. Các bạn thấy cái con ngăn lông của mình nó bị chạy chỗ trên người nè, chạy da chóc dãy nhóc trơn á, thì không phải do nó cắn lộn đâu nha, mà do nó nhảy ra ngoài á. Clip mà con ngăn lông nó nhảy ra ngoài thì chắc có bạn cũng xem mà. Xem thì chắc cũng biết rồi đó. Nó nhảy ra ngoài làm chạy da chóc dãy tùm lum hết trơn luôn. Chán thiệt. Nhờ nó nhảy ra ngoài vậy mình mới che cái nắp ở trên nè. Chứ mình không che cái nắp ở trên là nó nhảy ra ngoài chắc thành khô luôn rồi. Và hôm nay thì chắc các bạn cũng thấy cái hồ cá săn mồi của mình nước nó quá tà trong rồi ha. Mấy hôm trước thì nước nó đóng gồng đóng tảo nhìn xanh lè thấy ghê luôn. Hôm nay nước trong nhìn đẹp hơn rồi. Nước trong mà nhìn thấy bên kia luôn mà. Thấy con ếch vàng nó đang ngóc cái đầu lên nè. Còn bên đây thì cái con khủng long axolotl nó đang núp ở trong các ống nước nè. Hy vọng là cái bể cá này của mình nó có thể trong như thế này lâu lâu một tí. Chứ ngày mai hoặc là ngày mốt mà nó xanh lè là mình cũng bó tay luôn á. Còn bây giờ thì để mình lấy cái bịch hạt kê này cho con chim yến phụng ăn các bạn. Cũng khá là lâu rồi mình chưa có quay lại con chim yến phụng cho các bạn xem nè. Hồi lúc gài cũng khá là lâu rồi mình chưa có quay lại con chim yến phụng này cho các bạn xem. Nên là hôm nay sẵn mình cho nó ăn á, mình quay lại cập nhật cho các bạn xem luôn ha. Nuôi có một con chim này thì cũng khá là khỏe các bạn. Nuôi có một con này thì nhìn hơi cô đơn ha, nhưng mà mình chưa có mua thêm được. Để vài bữa mình đi học á, mình ghé ngang cái tiệm chim bên Long Xuyên mình coi có không. Nếu có thì mình sẽ mua rồi quay lại cái tiệm chim cho các bạn xem luôn ha. Cái tiệm bên Long Xuyên thấy cũng bự lắm á, tiện cả đôi đường luôn. Có clip cho các bạn xem, còn có chim mới nuôi nữa. Nói như vậy thôi chứ không biết khi nào nữa. Các bạn cũng biết rồi đó, mình toàn hứa không à. Chứ hứa xong rồi biết bao lâu mới làm. Để mình lấy một tí cám mình cho cái con chích cọ này ăn nữa nè các bạn. Mấy nay toàn cho nó ăn lúa không à. Okay. Lúa mình bỏ vô chổng cho nó ăn chưa hết nữa. Cho nó ăn lúa thì không có thích bằng ăn cám được, nên là mình phải mua cám cho nó ăn thôi. Đây các bạn có thể thấy nó ăn khá là ngon lành luôn nè.
Lúa thì nó mắc lột vỏ nữa, còn cám mà bỏ vô họng nuốt cái là gồi. Với lại một tí nữa thì mình sẽ lấy dế với lại sâu cho nó ăn thêm nữa các bạn. Rồi mình hái rau muống cho thỏ ăn á, thì mình cũng lấy một hai cọng mình cho cái con chích cầu này ăn nữa. Ăn như thế thì nó mới đủ chắc được, chứ ăn cám như thế này không thì không ổn. Bây giờ thì mình sẽ cho con chích cầu này ăn một tí dế với lại sâu nè. Mình bỏ dế với lại sâu trước mặt của nó làm săn quá tà luôn á. Đây nè, ăn đi, một con sâu rồi đó, cho mày thêm một con nữa. Hai con dế hai con sâu là đủ rồi nha mày, không có cho ăn nhiều đâu á. Đây nè, thêm con nữa nè. Ăn đi. Rồi bây giờ tới dế nè, dế nó thích ăn hơn ăn sâu các bạn. Mình cho nó ăn dế, nó bỏ con sâu nó ăn dế luôn á. Thêm con dế nữa. Rồi xong, như thế thôi nha, chiều cho ăn tiếp. Bây giờ thì để hái rau muống cho hai con thỏ này ăn nữa nè. Hồi sáng giờ chưa cho ăn chắc đói rồi. Mình sẽ lấy hai cọng rau muống, một cọng thì mình sẽ cho con chích cầu ăn, còn một cọng thì mình sẽ cho cái con chim yến phụng ăn hết các bạn. Con chim yến phụng thì nó cũng ăn rau muống ghê lắm á. Đây, cho con chích cầu một cọng nè. Ăn không mày? Cho ăn mà hôm nay cho ăn không là ăn luôn rồi. Chắc nãy mình cho nó ăn sâu với lại dế rồi hức ăn đồ á, nên là giấc này nó no nó không ăn các bạn. Thôi bỏ nó đi, khi nào nó đói thì nó ăn ha. Mình treo cọng rau muống cho con chim này rồi nè các bạn, nhưng mà nó có chịu ăn đâu, nó chung vô cái ổ ấm của nó rồi. Thôi kệ, để cái cọng rau muống đó đi, khi nào nó muốn ăn thì nó ăn thôi ha. Và sáng hôm nay mình quay lại cho các bạn xem con bẹp bẹp của mình luôn ha. Hôm nay thì nó bị Sumane về các bạn, tới công chuyện thiệt chứ. Mấy nay trời mưa với lại gió làm sao mà nó lạnh quá tà lạnh luôn. Và cái con chim bẹp bẹp này thì chắc nó bị trúng gió hay là nó bị cảm gì vậy. Lúc nãy thì mình có đi chợ mình mua thức ăn á, mình ghé ngang cái tiệm thuốc mình mua cho nó một lần thuốc cảm luôn nè. Bây giờ thì để mình cà ra cho con chim này uống ha. Đây là cái bịch thuốc mà mình mới cà nhuyễn cho con chim bìm bẹp nè các bạn, với lại một cục ốc. Ốc này thì tí mình sẽ nhúng vô thuốc rồi đút con chim nó ăn ha. Để bây giờ thì mình sẽ đút cho con chim nó ăn cái nào quay. Chắc cái khúc cho ăn mình không quay cho các bạn xem đâu. Mình mới vô thuốc cho nó xong các bạn, mà mình thấy nó yếu quá chứ, không khỏi đâu. Các bạn thấy mấy clip sau mình không quay nó nữa thì các bạn biết nó không ổn rồi đó. Có mấy bạn kêu mình quay lại con gồng Nam Mỹ á, thì đây là cái con kỳ tôm chứ không phải là con gồng Nam Mỹ. Con gồng Nam Mỹ của mình nó mất tiêu rồi, còn đâu quay. Nó sổng mất tiêu rồi các bạn. Mình cứ tưởng đâu là nó quen cái chuồng này, nó chỉ đi vòng vòng cái chuồng thôi chứ nó không có tìm cách nó chung ra. Bình thường thì mình lấy dây chì mình xỏ vòng vòng cái chuồng để cho nó kỹ á, nó không có ra được á. Nhưng mà mấy nay mình nghĩ nó quen chuồng rồi nên là mình bỏ cái cọng dây chì đó ra luôn. Mình chỉ mở cửa lên cho nó ăn rồi đóng cửa lại thôi. Ai dè nó đi ra ngoài mất tiêu luôn rồi. Với lại là mình nghĩ nó bự rồi, cái lỗ này nó chung không vừa. Nhưng mà ai dè. Sẵn clip này thì mình nói với mấy bạn là mấy con vật đã mắc của mình luôn nha. Có mấy bạn bình luận hỏi quá nhưng mà nó mắc rồi mình đâu có biết quay gì đâu. Sẵn clip này thì mình quay luôn nè. Đầu tiên là cái con chuột hamster. Con chuột nó mắc cũng cỡ 2-3 tuần nay các bạn. Lúc sáng mình cho ăn nó còn ăn, với lại là nó chạy cọc cọc bình thường, mà tới tối cái mình thấy nó bị cái gì các bạn. Tại lâu lâu buổi tối mình đi coi mấy con này con kia của mình xong rồi cái mình mới ngủ. Nó bị gì mà con mắt nó lòi ra ngoài nhìn ghê ghê lắm. Nhưng mà mình đâu biết chị sao đâu. Cái tới sáng làm sao là nó đi luôn á. Và đây là cái hồ gùa của mình. Mấy con gùa con các bạn. Nơi nằm xuống của những con ốc mượn hồn. Bữa đó mình bị tưng tửng hay sao, mình bỏ mấy con ốc mượn hồn vô cái hồ gùa. Để làm gì mình không biết nữa. Mình bỏ mấy con ốc mượn hồn vô đây chơi chơi thôi đó. Cái mình đi vô đi ra cái mấy ốc mượn hồn còn cái vỏ không các bạn. Còn được cái vỏ với lại mấy cái ngoe ngoe. Mấy con gùa này thì các bạn biết rồi đó. Nó làm thịt mấy con ốc mượn hồn mà chứ gì. Thôi sẵn quay mấy con gùa này thì để mình cho nó ăn cho các bạn xem cái nè. Đây là cái cục cá bảy chậu các bạn. Hai con cá bảy chậu. Mình bầm ra được bao nhiêu đây thịt nè. Bây giờ thì mình sẽ bỏ xuống cho mấy con gùa này nó sớm lại nó ăn ha. Đây. Sớm lại ăn đi. Với lại hôm nay mình cũng báo cáo với mấy bạn là còn được có 3 con này à. 2 con gùa cố sập với lại con gùa cố mon. Còn cái con ba ba thì nó bị nắm một cái đi luôn các bạn. Nó bị nắm cái mình ra mình nhúng xanh methylene cho nó. Hình như xanh methylene kỵ nó hay sao á. Mình nhúng vô có 1 ngày cái đi luôn à. Còn bình thường nó bị nắm mình vẫn để đó, mình nuôi bình thường nó đâu sao đâu. Nhúng xanh methylene cái ngấm luôn. Chắc nữa nó bị bệnh bị nắm gì để nó tự hết rồi. Nhúng vô thuốc cái nó đi luôn rồi. Cái con gùa common này thì nó cũng đang bị nắm nữa nè. Nó nổi cái gì chóc chóc trên đầu các bạn. Hồi lúc mình ngâm con ba ba cái mình ngâm con gùa này vô luôn nè. Hên là cái con gùa này nó không sao mà con ba ba nó ra đây vậy.
Còn đây là cái lưu cá ngoài trước của mình nè. Cái lưu này thì mình nuôi con cá la hán. Còn hai cái lưu nữa là mình nuôi con cá tai tượng châu Phi với lại là con cá la hán Phi của ngoại mình cho các bạn. Đó bên đó đó. Mình úp xuống rồi chắc các bạn cũng biết rồi đó. Hình như hai con đó mình nuôi hỏng oxy thì không được các bạn. Còn cái con cá la hán này thì mình nuôi hỏng oxy từ nhỏ tới lớn rồi. Nên là nó quen á. Mình nuôi nó hồi cỡ hai ngón tay à. Bây giờ cỡ ba bốn ngón gì đó. Bự lắm rồi. Nên là sống cực khổ với mình riết cũng quen các bạn. Còn hai con kia thì hỏng oxy nó sống không nổi. Rồi bỏ con sâu vô ăn hết trơn luôn rồi. Tiếp tục thì mỗi clip mình sẽ quay cái con khủng long sáu sừng này cho các bạn xem nè. Bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn ha. Hôm qua mình cho nó ăn nguyên một con cá hả? Đây lòi cái đầu nó ra. Hôm qua mình cho nó ăn nguyên một con cá hả? Nên là hôm nay mình chỉ cho nó ăn một cái bụng con dế thôi. Mình sợ cho nó ăn nhiều quá cái nó không tiêu nữa các bạn. Cái con này thì có khả năng nhịn ăn cũng khá là cao. Nên là 2-3 ngày mình cho ăn cũng không sao. Nhưng mà mình muốn nó phục hồi nhanh á. Nên là ngày nào mình cũng cho nó ăn hết trơn á. Hôm nay nó khỏe mạnh đó các bạn. Nó xé con dế bằng chành luôn nè. Đây, để đút cho mày miếng cuối nè. Ăn đi. Đó. Còn ở bên đây thì các bạn thấy cái cục xít của nó nè. Chọn quay luôn. Còn phía trên đây là cái con cá lóc quay xanh của mình. Sao mà cái con cá này nó nhát quá các bạn ơi. Các bạn có cách nào mà làm cái con cá này nó sung lại không? Chứ mình thấy nó nằm gấp gì hoài nè. Còn cái con cá bãi chậu hôm qua mình dục vô cho nó ăn á, thì nó cũng ăn luôn. Nó chơi nó ăn ác lắm nha. Nó ăn có ở trên cái lưng chút xíu gì thôi nè. Rồi còn nguyên con này là nó bỏ rồi đó. Để mình đem mình dục ra. Chứ không hồi nó hồi nước nữa. Hồi hôm qua cho cái con cá lóc này nó ăn cá rồi. Hôm nay cho nó ăn dế đi ha. Rồi quăng con dế vô. Khi nào nó ăn thì nó ăn thôi. Tại ơi con dế nó chung lên cái lá bèo rồi. Như thế sao cá lóc tao nó thấy mà nó ăn mà. Thôi kệ nó luôn đi. Coi sức sống nó mãnh liệt tới đâu ha. Và hôm nay thì mình cũng sẽ quay lại cái hồ cá chép này cho các bạn xem một tí ha. Hôm qua mới thay nước, nước đục ngầu, hôm nay nước trong nè. Nước trong, lưu thì bự. Mà có bốn con cá như thế này thì mỏng dánh quá, ít quá các bạn. Mình nói với mấy bạn là mình sẽ mua thêm nhưng mà chưa có mua được các bạn ơi. Tại mình cũng gần thi rồi, chưa có mua thêm cá được. Để hôm nào rảnh rảnh đi mình sẽ đi mua rồi quay clip lại cho các bạn xem luôn. Còn bây giờ thì để mình cho nó ăn cái nè. Đó. Mấy con này hồi lúc nuôi cỡ 20-30 con trong cái lưu này á. Nên là nó bơi khá là nhiều các bạn. Nuôi có 4 con như thế này á thì nó bơi ít quá. Với lại nó hay ngủ nữa. Nó nằm dưới đáy nó ngủ không à. Ở trời mình bỏ thức ăn vô cái nó có mùi hay sao mà nó húp húp ở dưới đáy kìa. Ở trên mặt nước nhóc chơi thức ăn nó không chịu ăn mà nó húp húp ở dưới đáy á. Chán mấy con này thiệt chứ. Để mình quậy cái mình áo đậm đó. Vẫn không chịu lên mặt nước ăn. Ăn ở dưới đáy không à. Thôi mặc kệ bay luôn đó. Bay muốn ăn khi nào thì bay ăn à. Và hôm nay thì mình có cái này quay cho các bạn xem nữa nè. Đó chính là cái hồ cá két banh ra của mình các bạn. Hôm nay cái bầy con của nó đã bơi ra ngoài nè. Nó bơi tứa lựa tàu lâm chân rồi nè. Các bạn có thể thấy mấy cái con của két banh ra nè. Nhìn đã ha. Vô đây cũng nhiều lắm á. Các bạn đón xem cỡ 200 con không ta. Nhưng mà mình nuôi lớn lớn tí nữa cái là nó ngấm hết trơn các bạn. Mình không biết sao luôn á. Thôi kệ, sống được bao nhiêu con thì hay bấy nhiêu thôi ha. Còn bây giờ thì để mình cho mấy con cá bố mẹ ăn các bạn. Đây là cám mà mình chuẩn bị cho mấy con cá bố mẹ ăn nè. Tại nó gớt hết trơn luôn rồi. Tại hôm trước mình có quay clip cho hai con cá này ăn trùng chỉ á. Cái có mấy bạn vô hỏi mình là không có trùng chỉ thì cho nó ăn cám được không á. Thì cá két banh ra này dễ nuôi mà các bạn, cái giống vậy nó không ăn. Công bèo mình bỏ vô mà nó còn ăn mà. Đây, đó, nó ăn cám này thấy không. Ăn ngon lành cành đào luôn á. Cái này là cám mình bỏ vô cho cá bố mẹ ăn thôi. Còn mấy con cá con á thì một tí nữa mình sẽ đi vớt bo bo cho nó ăn ha. Đây là mấy con bo bo mà mình mới đi vớt vô cho mấy con cá con mình ăn này các bạn. Cái hầm mình thì hết bo bo rồi. Nên là mình vớt từ nãy giờ mà được có nhiêu đây à. Ít xịu à. Gần cạn kiệt bo bo rồi. Nhưng mà thôi có nhiêu dùng bao nhiêu hết các bạn. Bỏ vô cho mấy con cá con nó ăn nè. Cũng được tạm ngày. Rồi có gì ngày mai thì mình sẽ đi mua. Hoặc là mình sẽ chế cái đầu ấp Atome rồi ấp Atome cho bọn này ăn. Chứ để hôm trước mình cho nó ăn cám không à. Nên là mấy con cá con nó ăn đâu được đâu. Nó không được nên là nó mới mắc sớm á. Ủa mình bỏ mấy con bo bo vô mà sao mấy con cá con nó ăn cái gì dưới đáy vậy ta. Hình như nó ăn gông hay sao á. Thôi kệ nó luôn đi. Ăn được cái gì thì ăn ha. Mình bỏ bo bo vô cho mấy con cá nhỏ nó ăn mà con cá bố mẹ nó lụm hết trơn luôn rồi. Chắc hai con két banh ra này thì mình để mấy con cá nhỏ nó bự chồng chồng tí rồi mình tách ra cho nó đẻ tiếp các bạn. Chứ để nó giữ con là nó không có đẻ. Chắc mình để hai con két banh ra này nó giữ con cỡ một tuần là mình tách ra được rồi. Mình sẽ tách nó ra khỏi bố mẹ rồi mình tự tay chăm sóc mấy con cá con này. Không biết ra sao đây nữa. Hy vọng là lần này mình sẽ nuôi sống. Nhưng mà hy vọng ít ít thôi. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều phải đúng không? Thôi, còn bây giờ thì chắc là lẽ là mình sẽ dừng clip này tại đây hết các bạn. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai.